Mình vừa làm xong liệu trình trẻ hóa chăm sóc da tại Kang Nam Spa. Thì sau khi làm xong liệu trình thì mình cảm thấy da mình căng bóng lên rõ rệt và sáng nhịn. Tất cả các vết thâm nám ở trên khuôn mặt mình đã mờ lên rõ rệt. Chắc là từ giờ mình có thể tự tin để mà nộp ra đường. Nếu mà để chấm điểm ý, thì mình sẽ chấm điểm liệu trình này được 10/10. Và chắc chắn là mình sẽ giới thiệu bạn bè qua Kang Nam Spa để làm, bởi vì là mình cực kỳ hài lòng với liệu trình Fresh Face ở đây.